Quốc Võ lên show thì Quốc Võ tháo cái Bắc Kiến bỏ lên đeo lên, thì Khánh Chân và cũng như Vi Hương ngạc nhiên nói ủa sao đeo như vậy, tại sao mà vừa đờn vừa hát được. Thì Quốc nói là từ vì Quốc hát bài Vết Thương cuối cùng, Quốc không muốn cho mọi người nhìn thấy cái mặt của Quốc đau khổ như thế nào cho nên phải che cái Bắc Kiến lên. Thì cũng giống như không biết Vi Hương nghĩ là tác giả Duyên An khi mà nhận được cái vết thương này thì như ông ta sung sướng lắm phải không Quốc, sung sướng và hạnh phúc để nhận một cái vết thương, cho nên là cái câu đầu tiên vào là người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, nhận được vết thương nhưng mà đó là giống như là một cái món quà tặng chứ không phải là bình thường mình mình bị đau, mình bị ai làm mình đau thì mình tức lắm phải không, giống như là dán cho mình một cái vết thương. Nhưng mà ông này thì ông Duyên An thì ông Duyên An cứ nghĩ là cái vết thương đó là được tặng, được yêu, có nghĩa đau mà hạnh phúc lắm. Thì Vi Hương cũng muốn thưa cho quý vị khán thính giả là Quốc ngoài đánh đàn, keyboard, Quốc đánh guitar, thổi saxophone, thì Quốc cũng có một cái tấm lòng. Thì vừa rồi trong cái chương trình ở Seafood World mà Vi Hương có tham dự, thì Quốc Võ cũng như ban tổ chức đã cái đêm hôm đó đã tổ chức một cái buổi để mà quyên góp tiền để tặng cho những người đang bị đau khổ cũng như mất mát ở bên Japan. Thì cái tối hôm đó, một cái đêm mặc dù là tổ chức thời gian rất là ngắn, trong vòng 2 tuần là cái show bất ngờ đã được vé thì show out hết và người tham dự rất đông. Thì hình như cái số tiền rất là nhiều, thu được là 21.513 đồng sau khi trừ hết chi phí. 513 đồng để gửi tặng em đưa luôn. Cho American Red Cross rồi họ sẽ chuyển qua bên Nhật. American Red Cross có mặt tại đó để nhận cái số tiền đó từ cũng như là Quốc Võ cũng như ban tổ chức. Thì Quốc Võ hôm nay cũng muốn nói những cái lời cảm ơn của những vị khách đêm hôm đó đã ủng hộ cũng như là những vị mạnh thường quân, những tấm lòng vàng của đêm hôm đó. Dạ vâng. Thì sau khi mà coi những cái tin tức từ trên đài báo mà nói về động đất ở bên Nhật, thì mình thấy sóng thần rồi người ta chết, rồi nhà cửa bị cuốn trôi, thì mình xúc động quá. Cho nên em mới nghĩ cái idea thôi, mình bàn với em có mấy anh chung đó, quen nó biết đó, thì mình làm một cái show từ thiện để mình quyên góp. Thì nói chung là không ngờ thì trong vòng 2 tuần chuẩn bị rất là cập rập, nhưng mà cũng được quý vị ủng hộ rất là đông. Nhất là những anh em chị em ca nhạc sĩ, họ em chỉ cần gọi điện thoại một tiếng thì họ vui lòng volunteer. Chơi cái đêm đó là everything là free hết. Quốc Huy Hương, vì Hương nghĩ là từ vì đây là một cái sự mất mát đau khổ rất là nhiều của những người ở bên bên Nhật, cho nên là khi mà nói đến những cái điều này thì tất cả mọi người đều đồng ý là ủng hộ, giống như là những cái tấm lòng vàng luôn luôn chờ đón để mà giúp đỡ những người có những cái hoàn cảnh mà đáng được mình đáng giúp. Cho nên là tôi nghĩ trong những ngày tháng kế tiếp thì chắc chắn sẽ có những tổ chức khác, họ sẽ cũng tổ chức những cái buổi để mà quyên góp tiền. Thì cái mong tất cả mọi người chúng ta hãy sẵn sàng nhịn một chút xíu hoặc để góp những cái đồng tiền mặc dù ít hay nhiều để giúp đỡ cho quý khán thính giả, giúp đỡ cho những người đang cần được giúp đỡ. Bây giờ để trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Quốc Võ cũng như Khánh Chân sẽ gửi đến quý vị một bài hát cuối cùng. Bài hát có tên là Tình Còn Vương Vấn. Thì bài hát này của nhạc sĩ Trịnh Lam. Trịnh Lam là một nhạc sĩ mới đã được đoạt giải của Thúy Nga năm nào đó. Mà mỗi lần nói tới Trịnh Lam thì Vi Hương luôn luôn nhớ đến cái bài hát của anh là Xin Lỗi Em. Tại sao? Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Đó là cái điều để cho mọi người luôn luôn nhớ tới Trịnh Lam. Thì bây giờ bài hát cuối cùng để kết thúc chương trình đó là bài hát Tình Còn Vương Vấn của Trịnh Lam với hai tiếng hát của Quốc Võ và Khánh Trân. Xin mời quý vị hãy lắng nghe. Ngàn đêm trôi chờ mong em sẽ trở về
đây. Ngày bên nhau anh nào hay biết em yêu anh đậm sâu, mà bao đêm anh để em khóc vậy sao. Ngày em đi anh còn trong chén men say, vùi thân trong cuộc vui sớm tối chẳng cần ai. Vì yêu anh em đành chua xót xa đi không biết ly, để cho anh không còn vương vấn tình em. Người yêu hỡi, anh mong một ngày em sẽ quay về để ôm em trong tay, cho anh thôi sống bên đời của anh yêu. Rớt bao giọt nước mắt em cầu mong anh lánh xa lỗi lầm, vì em còn yêu anh như ngày xưa. Về bên anh xin em một đời xóa hết lỗi lầm mà khi xưa đánh tâm, xua tay anh đã hững hờ tình em. Vẫn ôm hình bóng cũ, mong ngày mai anh sẽ mau quay về, để cho tình em một lần thôi xót xa. Anh ngồi thao thức nhớ mong, ngàn đêm trôi chờ mong em sẽ trở về đây. Ngày bên nhau anh nào hay biết em yêu anh đậm sâu, mà bao đêm anh để em khóc vậy sao. Ngày em đi anh còn trong chén men say, vùi thân trong cuộc vui sớm tối chẳng cần ai. Vì yêu anh em đành chua xót xa đi không biết ly, để cho anh không còn vương vấn tình em. Người yêu hỡi, anh mong một ngày em sẽ quay về để ôm em trong tay, cho anh thôi sống bên đời của anh yêu. Rớt bao giọt nước mắt em cầu mong anh lánh xa lỗi lầm, vì em còn yêu anh như ngày xưa. Về bên anh xin em một đời xóa hết lỗi lầm mà khi xưa đánh tâm, xua tay anh đã hững hờ tình em. Vẫn ôm hình bóng cũ, mong ngày mai anh sẽ mau quay về, để cho tình em một lần thôi sống xa. Về bên anh xin em một đời xóa hết lỗi lầm mà khi xưa đánh tâm, xua tay anh đã hững hờ tình em. Vẫn ôm hình bóng cũ, mong ngày mai anh sẽ mau quay về, để cho tình em một lần thôi xót xa. Để cho tình em thôi xót xa.
vị rất là nhiều. Xin chào quý vị. Quốc Võ, Khánh Trân và Đoàn Vi Hương xin cảm ơn quý khán thính giả đã đón xem chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc, và xin hẹn quý vị trong chương trình lần tới. Vi Hương xin đón nhận những ý kiến đóng góp quý vị, xin gửi đến Đoàn Vi Hương music@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị.